Diễn biến mới vụ Hoa hậu Thủy Tiên bị Đặng Thùy Trang kiện đòi bồi thường 2,4 tỷ đồng, cả hai bên đã có mặt tại tòa. Đại diện của Hoa hậu Thủy Tiên và bà Đặng Thùy Trang đã có mặt tại Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp làm việc kể từ khi tòa án có quyết định thụ lý vụ án. Bà Đặng Thùy Trang cho biết, ngày 22 tháng 2, đại diện của bà, luật sư Phạm Thanh Sơn đã có mặt tại Tòa án Gò Vấp cung cấp các bằng chứng tài liệu liên quan đến vụ việc. Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, đại diện của Hoa hậu Thùy Tiên cũng xác nhận bà đã đến Tòa án Gò Vấp vào ngày 22 tháng 2 để cung cấp thông tin về vụ kiện liên quan đến Thùy Tiên. Bà Đặng Thùy Trang cho hay đây là lần đầu cả hai bên có mặt tại tòa kể từ khi tòa thông báo thụ lý vụ kiện. Tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp thông báo thụ lý vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Trong đơn khởi kiện, bà Trang cho rằng tháng 6 năm 2017, bà Tiên vay bà Trang 1,5 tỷ đồng để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Theo thỏa thuận, bà Tiên sẽ trả nợ bà Trang sau 1 năm kể từ khi nhận nợ, nhưng cuối cùng không thanh toán. Bà Trang yêu cầu được bồi thường 2,4 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 900 triệu đồng tiền thiệt hại tinh thần. Trong khi đó, Thùy Tiên khẳng định trong tâm thư gửi đến công chúng hồi tháng 11 năm 2022, ở độ tuổi 18-19, trước những người bước đến cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ họ sẽ luôn dành sự yêu thương và lòng tốt. Vì vậy, tôi đã không lo nghĩ bất cứ điều gì. Tôi đặt bút ký bằng với tất cả niềm tin tôi bị hại nhưng vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng tôi xin khẳng định rằng chưa nhận bất cứ khoản tiền nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời bà Đặng Thùy Trang đã hứa. Phản hồi việc này, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo, người đại diện pháp lý cho Thùy Tiên khẳng định, theo các tài liệu bà Trang đưa ra thì không có tài liệu gì thể hiện Tiên vay nợ của Trang và thực tế Tiên chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Trang. Song song câu chuyện của bà Đặng Thùy Trang khởi kiện Nguyễn Thúc Thùy Tiên, chính Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 cũng đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng để yêu cầu xử phạt bà Đặng Thùy Trang, đồng thời yêu cầu người này chấm dứt việc đăng tải những thông tin hình ảnh liên quan đến cô. Hiện cả hai yêu cầu của Thùy Tiên tới Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng đều bị từ chối vì bà Đặng Thùy Trang có thường trú tại Cần Thơ.